Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu máy nghe nhạc của Benji, giá rất là rẻ nhưng mà cực kỳ ngon, đó là mẫu máy Benji M6. Máy thì sẽ được tặng kèm cho các bạn một cái dây tai nghe và một cái dây sạc, kim luôn là dây truyền dữ liệu. Ví dụ mà các bạn mà muốn sao chép hình ảnh, video hoặc là nhạc từ máy tính hoặc là từ điện thoại qua máy nghe nhạc này á, thì các bạn chỉ cần cắm dây này vô là được ha. Hoặc là các bạn có thể cắm thêm thẻ nhớ ngoài, và nó sẽ được hỗ trợ là thẻ nhớ đến 128GB. Bộ nhớ của máy á, sẵn ở trong á, là đã 16GB rồi, thì các bạn có thể cắm thêm thẻ nhớ ví dụ như 8GB, 16GB, 32GB tùy thích các bạn. Và các bạn có thể thấy là con máy của chúng ta rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng khoảng hai ngón tay chập lại thôi, và trọng lượng của nó thì chỉ có là 90g, được làm bằng full kim loại. Nơi đây các bạn có thể thấy kim loại không luôn, và sẽ là được các CNC cực kỳ mượt nuột luôn á. Dung lượng pin của nó theo hãng có thông báo á, là có thể sử dụng được lên đến 80 giờ. Mỗi ngày mà bạn nghe nhạc qua con máy này á, 10 tiếng, mỗi ngày dùng 10 tiếng thì bạn dùng một tuần lễ thì mới hết pin. Màn hình của nó là 1.8 inch để các bạn có thể xem phim, xem hình ảnh ở trên đây cũng được. Và đây mình sẽ mở máy ra cho các bạn xem. Bên đây bên cạnh trái á, sẽ là nút nguồn, bên cạnh phải là nút tăng giảm âm lượng. Đây thì nó có ngôn ngữ, rất là nhiều ngôn ngữ, thì tất nhiên là mình sẽ chọn tiếng Anh để cho nó dễ ha. Và như các bạn có thể thấy là đây mình cảm ứng rất là mượt mà ở trên đây. Đây là Bluetooth. Thì như hồi nãy mình có nói là máy sẽ có là Bluetooth 5.0 để các bạn có thể kết nối được với tai nghe hoặc là lo Bluetooth để nghe nhạc. Ngoài nghe nhạc ra thì các bạn có thể đọc được ebook nè, xem hình ảnh nè, hoặc là nghe để FM nè, hoặc là ghi âm. Và bên cạnh dưới thì sẽ là một jack 3.5mm để các bạn có thể sử dụng được tai nghe có dây. Và bên cạnh trái sẽ là một cái chân sạc Type-C như vậy. Đây, bản phiên bản mới của chúng ta thì sẽ là chân sạc Type-C rất là mới và xịn sò nha các bạn, chứ không còn dạng như mấy cái máy nghe nhạc khác dùng chân sạc micro USB đâu. Và ở trên sẽ có một cái lỗ như vậy thì các bạn có thể móc được mấy cái dây đeo, ví dụ như đeo cổ hoặc là đeo trên ba lô, túi xách gì nọ. Rồi nếu mà các bạn nào muốn mua máy này á, thì mình sẽ để link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình ở bên dưới nha. Còn đây là số điện thoại bên mình, nếu các bạn cần tư vấn á, thì cứ gọi cho mình là được nhé. Rồi xin chào các bạn.